Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tham dự phiên bế mạc vào chiều nay có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn. Trước khi bế mạc phiên họp, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để các nghị quyết của kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng kịp thời các luật nghị quyết vừa được thông qua, sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng đầu năm đụng đỉnh, cuối năm vội vàng. Các vị đại biểu Quốc hội bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri cả nước kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm thực hiện thẳng lời nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.